Xin chào các bạn, lại là Nhím Sinh Review đây. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi series con người bị nhiễm ký sinh trùng và cách giải quyết nha. Anh chàng trước mắt các bạn đây cuối tuần trốn con ghệ để đi tắm suối, mà chẳng may dòng suối đã nhiễm bẩn nên khi anh ta ngoi người lên thì đống ve chó đã bám chặt trên lưng của anh. Đầu tiên chúng ta hãy nhanh chóng dùng dao y tế để gọt bỏ hết toàn bộ đống ve chó đang hút máu anh ấy. Bọn ve chó này mà hút máu còn nhanh hơn cả Kotex luôn kìa. Sau đó hãy vệ sinh vết thương bằng xà bông sát khuẩn. Ông anh này lại là một người kinh doanh ngu nữa rồi, vì Nhím thấy toàn lỗ là lỗ thôi. Trước tiên hãy xử lý những cái mụn bọc này bằng hai cây tăm bông. Hãy ép thật mạnh vùng thịt bên ngoài để nặn ra hết mủ độc bên trong. Những cái cục mủ này là do da bị dị ứng với ve chó nên đã mọc lên đây này. Sau đó những quả trứng mà bọn ve chó để lại thì cũng phải nhanh chóng gắp ra hết, chứ không nó lại nở ra hàng trăm hàng ngàn con ve chó khác đó nha. Xử lý xong hết thì hãy bôi kem collagen thần thánh lên là được. Umbala Sicula, cái lưng của ổng đã lành lặn trở lại rồi nè. Các bạn lưu ý không nên tắm sông tắm suối để tránh nhiễm mấy con ký sinh trùng gớm ghiếc kia nha. Cô nàng người Hàn Quốc này giữa trời chưa nóng chảy mồ hôi đít thì lại đi dạo một mình trong rừng. Cái kết là cô ấy bị vấp ngã đến ngất xỉu. Rồi cứ thế mấy con rắn rết chui vào người cô ấy. Đến khi tỉnh dậy thì khuôn mặt trở nên như thế này đây. Phải nhanh chóng đến phòng khám của Nhím để chữa trị thôi. Đầu tiên là hãy tiêm cho cô ấy một mũi thuốc giảm đau trước. Cái lỗ mũi có con giun đất thì phải nhanh chóng gắp ra, kẻo nó chui vào phổi thì bỏ ép. Còn ở mắt có con rắn bé xíu thì phải nhanh chóng dùng nhíp gắp ra nha. Cái mắt bị nhiễm độc rồi thì cứ thẳng tay cắt đi, kẻo độc nhiễm vào cơ thể thì khỏi cứu đó. Đây nhé, bác sĩ gắn lại cho cô ấy con mắt mới để đền bù cho nè. Xử lý xong hết vết thương thì hãy khâu vết thương lại. Những vùng bị nhiễm độc thì hãy lấy thuốc xịt lên để mau lành nè. Ten ten, chỉ vài giây sau cô đã khỏi bệnh rồi á. Nhưng lần sau nhớ là đừng vào rừng một mình, kẻo ngã sấp mặt lờ cũng không ai biết nha. Câu chuyện kế tiếp là của ông anh nông dân chăm chỉ, nhưng đen đủi cho ổng là đang gặt lúa thì dẫm phải cây đinh nên cái chân trở nên thế này đây. Đầu tiên cứ phải tiêm cho ổng thuốc giảm đau trước đã. Sau đó là lấy cây kìm để gắp cây đinh ra để còn xử lý vết thương. Máu chảy ra nhiều thì hãy lấy bông để thấm sạch đi ha. Lấy một chút thuốc bôi lên cho vết thương mau lành nữa nà. Bác sĩ thấy chân của ông có những vết chai sạn do thời gian, tiện tay thì cũng lấy dao để gọt bỏ hết vết chai cho ổng. Nhìn cứ như là gọt khoai tây ấy các bạn nhỉ, trông đã mắt thật sự. Có bạn nào thèm ăn khoai tây chiên thì mang bát ra đây để hứng nè. Xử lý xong vết chai thì hãy lấy thuốc xịt vào, kẻo vết thương hở rất dễ nhiễm ký sinh trùng đó nha. Chân khỏe rồi thì Nhím cũng chúc ông chú này gặp nhiều may mắn, đi kiếm tiền ngoài đồng vất vả sẽ không gặp phải đinh nữa nha. Câu chuyện tiếp theo là của ông anh trông giang hồ vãi cả chó mèo này, đang đi trên đường thế mèo nào lại bị chim ỉa vào đầu. Cái kết là vài ngày sau những cái khuyên anh ấy bấm trên đầu đã bị cứt chim làm nhiễm khuẩn. Đầu tiên là phải tháo bỏ giúp anh ấy những cái khuyên trên đầu bằng cây kìm này đây. Phải công nhận trông ông anh chất chơi người rơi thật sự. Những cái khuyên khi tháo ra thì đều để lại những vùng thịt thối. Cái này xử lý đơn giản, chỉ cần gắp những cái thịt thối đó ra là được. Tiếp đó là phải nặn hết dịch mủ bên trong những cái lỗ to tổ bố thằng ăn mày đó ra. Phải công nhận cứt chim cũng chất lượng thật sự. Ỉa có một bãi lên đầu ổng mà đống dịch này chảy ra như phô mai sốt dẻo luôn. Ở trên đầu ông anh bị vướng lại một mảnh khuyên, nhanh chóng gắp ra cho ổng để vệ sinh sạch sẽ lại cái đầu, không lại lên rồi thì chết dở. Mấy cái khuyên ở mặt cũng nên tháo ra rồi vệ sinh luôn cho ổng nữa nha. Khi sát trùng đống khuyên đó thì ối rồi ôi ra một đống chất bẩn luôn kìa. Khỏi bệnh rồi thì ông anh lại đi quẩy ba như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúc ông anh giang hồ này đi thu hồi được nhiều nợ xấu nhá. Cô nàng trước mắt các bạn ngày hôm qua bị chồng bắn trung tình lên mặt, thế nên hôm nay con mắt của cô ấy đã sưng húp lên. Đầu tiên hãy tháo bỏ cái len trên mắt cô ấy để còn tiện xử lý vết thương nữa. Mấy cái mi giả cũng phải tháo ra nốt luôn nha. Tiếp đó là thoa lên mặt cô ấy chút kem làm sáng da để cô ấy cảm thấy dễ chịu trước. Sau đó hãy kẹp cái cục sưng ở mắt lại rồi lấy hai cây nhíp ép thật mạnh hai bên cho nó căng múp rụp lên. Cuối cùng là lấy laser để rạch ra một lỗ trên đó. Phải nhanh tay lấy hai cây tăm bông ép hết mủ dịch ra luôn nhá. Xong việc thì nhớ lau sạch vết thương và băng lại tránh vi khuẩn bám vào. Cái vành mắt của cô ấy cũng có rất nhiều những mụn bọc, chỉ đơn giản là ép mạnh để chúng ra hết cá nhân là được. Còn bên trong vành mắt có mấy cái lỗ thì dùng chỉ y tế để ngoáy cho đỡ ngứa. Sau cùng là lấy cây tăm bông vệ sinh lại võng mạc mắt một lần nữa. Xong việc thì nhỏ nước muối để vệ sinh là được. Ten ten, mắt cô nàng lại trở nên xinh đẹp như trước rồi nè. Ông anh trước mắt chúng ta lại là một người rất chất chơi người rơi khi đeo một đống nong khuyên lên mặt và mũi. Ông anh đến đây để vệ sinh thì cho phép em tháo mấy cái nong này xuống nha. Trời ơi, khi tháo cái nong ở má thì cái mùi thúi nó bốc ra gớm ghiếc gì đâu không à. Chỗ thịt xung quanh cái nong đã bị thối rữa, đã thế trong mồm còn bao nhiêu thức ăn thừa mà khi đánh răng vệ sinh không sạch được. Đầu tiên chúng ta hãy lấy tay bóp mạnh vào gò má ông anh để nặn ra những cái cục mụn li ti đã nha. Sau đó là vệ sinh sạch sẽ các kẽ răng cho anh ấy. Công nhận ông anh có nguyên cái lỗ trên má như này dễ vệ sinh thật đấy. Sau khi vệ sinh xong thì hãy loại bỏ giúp ông anh này những vùng da chết, da bị thối để da non có thể mọc trở lại nha. Vệ sinh cho ổng mấy cái đồ nong sau đó đeo trở lại cho ổng nè. Ten ten, ông anh lại ngầu như trái bầu rồi này. Lần sau cần vệ sinh cái gì thì nhớ quay lại chỗ em Nhím nha.
Vậy là những trường hợp bị nhiễm ký sinh trùng ở người đã được Nhím Sinh review rất chi tiết về cách xử lý rồi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Nếu thấy hay thì hãy cho Nhím Sinh một like để ủng hộ Nhím nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.